Tất cả mọi hoạt động kinh doanh và hoạt động của con người đều nằm trong dòng chảy của thời gian. Trong dòng chảy đó, mỗi cá nhân cần phải hoàn thiện bản thân để kết nối với tương lai dựa trên nền tảng của quá khứ. Họ bắt nhịp với xu hướng mà không đánh mất giá trị cốt lõi. Nếu bạn là một phần của tổ chức lớn mạnh này, liêm chính là một giá trị vô cùng cần thiết cho tương lai của bạn. Tập đoàn Amway đã được xây dựng dựa trên quan niệm về sự liêm chính. Danh tiếng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Những việc chúng ta làm đều xây dựng và hỗ trợ danh tiếng của chúng ta. Những điều nhỏ nhặt, những quyết định hay những hành động lớn đều có ảnh hưởng đối với danh tiếng của chúng ta. Không chỉ riêng danh tiếng của tập đoàn, mà cả danh tiếng của bạn với tư cách là những nhà lãnh đạo. Đa số những điều bạn quyết định thuộc phạm trù đạo đức thường không phải là những vấn đề lớn. Đó chỉ là những quyết định nhỏ. Nhưng khi kết hợp tất cả những quyết định này, bạn sẽ nhận thấy chúng có thể đưa bạn đến con đường thành công hoặc là dẫn bạn đến con đường đầy chông gai và khó khăn. Khi kết hợp sự liêm chính với các giá trị cốt lõi và nguyên tắc cơ bản của nhà sáng lập, chúng ta bảo đảm rằng chúng ta đang điều hành tập đoàn với nguyên tắc đạo đức mà cha tôi và Rich đã ủng hộ khi họ sáng lập Amway. Đây là những phẩm chất của nhà lãnh đạo mà thời gian không thể làm suy chuyển. Dù tương lai thế nào, trái tim và khối óc con người vẫn không hề thay đổi. Những giá trị và nguyên tắc ấy đã góp phần tạo nên lộ trình và cơ cấu tổ chức cho chúng ta, qua đó xây dựng một tập đoàn toàn cầu với uy tín và sự vững bền trên nền tảng của giá trị liêm chính. Là những nhà phân phối của Amway, các bạn là lực lượng đại diện cho những ai sẵn sàng đấu tranh cho niềm tin của mình. Tất cả những gì chúng ta làm đều tạo nên những tác động tích cực đối với cuộc sống của những người mà bạn tiếp xúc. Cha tôi và Rich đã bắt đầu với các giá trị cá nhân vững bền và không ngừng giúp đỡ người khác có cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ xây dựng Amway dựa trên nền tảng vững mạnh của tự do, gia đình, hy vọng và tưởng thưởng. Tưởng thưởng sẽ tạo ra tác động tích cực để thay đổi cuộc sống của bạn, giúp mọi người mở rộng tầm nhìn, có quan điểm mới về bản thân và cả thế giới. Không ai dự đoán được rằng tầm nhìn, sứ mệnh, những giá trị cốt lõi và những nguyên tắc cơ bản của nhà sáng lập đã vượt qua mọi giới hạn về thời gian, rào cản về văn hóa. Khi chúng ta còn sống và làm việc theo các giá trị, hợp tác cùng nhau, luôn luôn minh bạch và liêm chính để xây dựng và bảo vệ danh tiếng của chúng ta, chắc chắn thành công sẽ là điều hiển nhiên. Và chúng tôi chắc chắn mong muốn các bạn sẽ thành công.